Cao huyết áp là bệnh lý tim mạch nguy hiểm được xem như kẻ giết người thầm lặng vì toàn bộ sự tiến triển của bệnh thường diễn ra trong âm thầm không có triệu chứng. Hiện nay Việt Nam có khoảng 12 triệu người mắc phải, nghĩa là trung bình cứ 5 người trưởng thành thì có một người mắc bệnh. Năm 2016, tỷ lệ này ở mức báo động đỏ với hơn 40% người lớn bị tăng huyết áp. Vậy triệu chứng, nguyên nhân và cách điều trị bệnh cao huyết áp là gì? Chuyên mục Bác sĩ tâm trí trả lời tuần này chúng ta sẽ được bác sĩ chuyên khoa 1 Võ Phúc Toàn, giám đốc chuyên môn bệnh viện tâm trí Nha Trang sẽ giúp bạn giải đáp các câu hỏi liên quan đến căn bệnh cao huyết áp. Chương trình sẽ được livestream trực tiếp trên fanpage và kênh YouTube Bệnh viện Đa khoa Tâm trí Nha Trang vào lúc 10 giờ sáng thứ 6 ngày 11 tháng 6 năm 2021. Ngay lúc bây giờ chúng ta có thể gửi các câu hỏi liên quan về căn bệnh cao huyết áp đến chương trình bằng cách nhắn tin cho fanpage hoặc đường dây nóng của bệnh viện 0906557535. Chúng tôi sẽ tổng hợp và gửi đến bác sĩ Toàn.